Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Trong khi ở tại Hebron, David sinh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon do Ahinoam ở Gitreen. Con thứ nhì là Kileab do Abigail trước làm vợ của Naban ở Cạc-mên. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Ma-a-ca, con gái của Thanh Mai, vua Geshur-ơ. Con thứ tư là Adonia, con trai của Hagit. Con thứ năm là Shephatia, con trai của Abitan. Và con thứ sáu là Yitream, do Ecla là vợ David. Đó là những con trai đã sinh cho David trong khi người ở tại Hebron. Trọn trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau thì Abner binh vị nhà Saul. Và Saul có một vợ lẽ tên là Ritba, con gái của Aya. Ít-bô-sết nói cùng Abner rằng: "Cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta?" Abner lấy làm giận lắm về các lời của Ít-bô-sết mà nói rằng: "Tôi há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Saul, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David. Mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Saul qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Be-e-sê-ba." Ít-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: "Sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông đặng hiệp lại cả Israel cho ông." David đáp: "Phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Saul đến." David bèn sai sứ giả đến Ít-bô-sết, con trai của Saul mà nói rằng: "Hãy trả lại Mi-canh vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin." Ít-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-ên, con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: "Hãy đi trở về nhà ngươi, rồi Pha-ti-ên trở về." Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: "Đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua. Vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David tôi tớ ta mà ta sẽ giải cứu dân Israel ta khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ." Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin. Đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của cả nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người. Rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ đi theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: "Tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua là Chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với Chúa, và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel, y như lòng Chúa ước ao." Vậy David cho Abner về, và người đi bình yên. Vả đầy tớ của David đi cùng Joab đánh quân thù nghịch trở về, có đem nhiều của giặc. Abner chẳng còn ở cùng David tại Hebron, vì David đã cho người về, và người đi bình an. Vậy Joab cùng cả đạo binh trở về, người có đem tin cho người hay rằng: "Abner, con trai Ner-ơ đã đến cùng vua, vua để cho người về
và người đi bình yên. Gioáp bèn đến cùng vua mà hỏi rằng: Vua có làm điều chi? Kìa, Abne đã đến nhà vua, cớ sao đã cho người đi về như vậy? Vua biết Abne con trai của Ner-ơ chớ? Người đến chỉ để gạt vua, để rình các đường đi ra đi vào của vua và đặng biết mọi điều vua làm. Đoạn, Gioáp lui khỏi David, sai những sứ giả theo Abne nối gót mà điệu người từ hồ chứa nước Sira về mà không cho David hay. Khi Abne trở về Hebron, Gioáp đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người. Ở đó, bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho Asahel, em của Gioáp. David liền hay bèn nói rằng: Ta và nước ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Abne, con trai Ner-ơ. Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Gioáp và trên cả nhà cha người. Nguyện nhà Gioáp chẳng thiếu người bị bệnh bạch trược, bệnh phung, kẻ bại sụi, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn. Gioáp và Abishai em người giết Abne là như vậy, bởi vì Abne đã giết Asahel em của hai người sau khi chiến trận tại Gabaon. David nói cùng Gioáp và cả dân sự theo người rằng: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng và than khóc Abne. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi chúng đã chôn Abne tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Abne. Cả dân sự cũng khóc. Vua làm một bài điếu Abne rằng: Abne há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng. Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân. Nghe lời này, cả dân sự đều khóc. Đoạn, hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề rằng: Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng nề. Dân sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt lành. Chẳng có điều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt lành. Như vậy, trong ngày đó, dân Israel nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Abne con trai của Ner-ơ. Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng: Một quan trưởng, một đại nhân trong Israel đã thác ngày nay, các ngươi há chẳng biết sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu sức dầu lập làm vua, và những kẻ kia là các con trai của Seruya là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này tùy sự ác của nó. Chương 4. Khi con trai của Sau-lơ hay rằng Abne đã thác tại Hebron thì sờn lòng ruổng chí và cả Israel đều bối rối. Vả, con trai của Sau-lơ có hai đội trưởng, một người tên là Ba-ana, một người tên là Rê-cáp. Hai người là con trai của Rimmon ở Be-erot về chi phái Benjamin. Vì dân Be-erot kể như người Benjamin, mặc dầu chúng đã chạy trốn nơi Gi-tha-im là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Jonathan, con trai của Sau-lơ, có một con trai bại chân. Khi tin Sau-lơ và Jonathan thác ở Gi-ra-ên thấu đến, thì nó đã được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đật trốn nó té, nên nổi nó trở nên què. Tên nó là Mephibosheth. Hai con trai của Rimmon ở Be-erot là Rê-cáp và Ba-ana, trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ích-bô-sét, người đang nằm nghỉ trưa. Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ích-bô-sét. Đoạn, Rê-cáp và Ba-ana anh người trốn đi. Vậy, hai người đi vào nhà Ích-bô-sét, trong khi người nằm nghỉ trên giường tại phòng ngủ đánh giết người, đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ích-bô-sét về Hebron, dâng cho vua David mà rằng: Này là đầu của Ích-bô-sét, con trai của Sau-lơ, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã báo thù Sau-lơ và dòng dõi người cho vua là chúa tôi. Nhưng David đáp cùng Rê-cáp và Ba-ana con trai của Rimmon ở Be-erot mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng:
ta đã sai bắt kẻ đã đến thuật cho ta hay rằng Saul đã thác và tư tưởng rằng mình là một sứ giả đem tin lành. Ta đã giết kẻ đó tại Siết Lát đặng trả công cho một sự báo tin giường ấy. Phương chi những kẻ hung ác đã giết một người lành nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy, ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao? David bèn truyền lệnh các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay và chân họ rồi treo thây gần bên ao Hebron. Đoạn, chúng lấy đầu của Ích-bô-sết chôn trong mồ Áp-ne tại Hebron. Chương 5. Bây giờ, hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy, hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem, đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: Ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi người đi. Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Si-ôn, ấy là thành David. Trong ngày đó, David nói rằng: Phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: Kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn, đặt tên là thành David, người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram, vua thành Ti-rơ, sai sứ đến David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá, đặng xây cất một cái đền cho David. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. Sau khi David từ Hebron đến, thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem, lại sinh thêm cho người những con trai, con gái khác. Này là tên các con trai sinh cho người tại thành Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Ziba, Elishua, Nefet, Yafia, Elishama, Eliyada và Eliphelet. Khi dân Philistine biết David đã chịu sức dầu làm vua Israel rồi, thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philistine đi đến bủa ra trong trũng Rephaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải lên đánh dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: Hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philistine vào tay ngươi. Vậy David kéo đến Ba Anh Pheraxim là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy. Bởi cớ đó, người đặt tên chỗ này là Ba Anh Pheraxim. Dân Philistine bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philistine trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp rằng: Ngươi chớ đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philistine. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistine từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe. Chương 3. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bằng tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng:
hãy dậy đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra tức thì bàn luận với Phe-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài, từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đan, miền xung quanh thành Thi-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, Andrê, Philip, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Cana-an và Judas Iscariot. Chính tên này đã phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tức nó bị chia xé ra, không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Song Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Chương 4. Đức Chúa Giê-xu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy Ngài phán rằng, hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả.
một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngoài đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất, song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Thi Thiên 83. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nín lặng, chớ đứng yên. Vì kìa, các kẻ thù nghịch Chúa náo loạn, và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Chúng nó toan mưu độc, hại dân sự Chúa, bàn nghị nhau nghịch những kẻ Chúa che giấu. Chúng nó nói rằng, hãy đến tuyệt diệt chúng nó đến nỗi không còn làm nước, hầu cho danh Israel không còn được kỷ niệm nữa.
vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau lập giao ước nghịch cùng Chúa. Các trại Edom và người Ismael, Moab và người Hagarit, Gebanh, Ammon và Amalek, người Philistin với dân Tyre, Assyri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu Lot. Hãy đãi chúng nó như Madian, như Sisera, như Jabin tại khe Kishon, là kẻ bị hư nát tại Endore, trở thành phân cho đất. Hãy làm cho các người tước vị chúng nó giống như Oreb và Seb, và hết thảy quan trưởng họ giống như Sebat và Sanmuna, vì chúng nó nói rằng: ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy làm cho chúng nó giống như bụi bị gió cuộn, tợ như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn cháy núi thế nào? Hãy lấy trận bão Chúa đuổi rượt chúng nó, và dùng giông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thế ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhuốc nhơ, để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất. Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là đấng chí cao trên khắp trái đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.